đi vắng, bác không có nhà thì em coi như là đi học qua đến đến trường này thì là 7 giờ kém thì em ở nhà ra đi, thì bác đi chợ từ sáng. Thì là bắt đầu có người báo là con bà nó bị tai nạn, thấy họ báo thế là bác coi dồn hết cả người, bác cũng coi như là bỏ kiểu là cái chùa đấy bác đi. Thì cháu con cứ te tét máu mồm miếc, là kiểu nó cũng te tét máu, nó về nó ngã gãy răng gãy cái hàm, thế là nó mới dập đốt xương cổ, thì nó liệt hết người, nó cứ nằm thẳng đừ ra, mình chả biết gì tại vì chân tay nó không bị làm sao, thì nghĩ nó bình thường. Nguyện vọng của em, ước mơ của em thôi, nó giấu thế này, bác chỉ muốn là cho nó ăn đi học để nó học thêm những các cái tiếng Anh rồi những cái ấy cơ. Cũng đầu tiên nó cũng được mấy cân trương, nhưng bác bảo không quay đi con gái thì mình mày đi học cái nghề du lịch rồi mày học thêm những cái tiếng Anh tiếng Ý rồi mày còn làm ăn ấy gì võ vẽ hay là cái gì. Thế như là nó vẫn đam mê, nó đi nó lại vừa học cái kiểu kia, nhưng mà nó lại là vật văn hóa, xong nó lại học coi như là cái nghề này. Đến lúc nó đem huy chương vàng huy chương đồng cái kìa, huy chương vàng cái kìa, nó đem về, thế mày lại vẫn đi học à? Thế là cái thầy giáo mà dạy võ nó thì lại gọi điện về là bác ơi cho em đi học. Cơ co cơ gồng người ấy, đến lúc nó gồng nó làm cơ thể mình nặng nề hơn, thì bố mẹ của mình khó hơn. Mong là có thể một người được sẽ lo được cho bản thân, đỡ bố mẹ phải chăm sóc lo cho mình, và khi tay chân cử động được rồi thì có thể đi làm kiếm tiền để lo báo hiếu cho bố mẹ. Còn nếu không thành công được thì mình vẫn như vậy thôi, vẫn chấp nhận cuộc sống như vậy. Đây là ước mơ lớn nhất về bản thân, còn ước mơ cho bố mẹ thì bố mẹ có được cô mảnh đất sống ngôi nhà với là tuyệt vọng, còn cái đầu óc cô cũng còn cái gì để mà nghĩ ra được cái gì đấy. Bởi vì có mỗi mình em mà em như này lại bệnh kiểu tiền kiểu nó nặng nề quá. Lúc mà mình bị tai nạn thì mình bị mất hơn 1 tiếng nha, không nhớ cái gì cả, thì va chạm quá mạnh mà. Còn trước đó và sau đó thì nhớ không bị ảnh hưởng đến trí nhớ. Thứ nhất là gia đình quá nghèo thì bệnh của chị thì cũng quá nặng và chữa chặn thứ nhất là nhiều tiền đấy. Chỉ nghĩ đến chết thôi. Sau cuộc đời ấy, bố mẹ khổ rồi, bây giờ lại còn phải lo tiền cho mình chữa chạy một kiểu khó, khả năng sống sót. Và chị ngày đấy còn không nghĩ là sống đến bây giờ đâu.